Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình BB. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc của tác giả Tô Hương Lan Sắc. Chương 5. Nguyễn Miên Man cũng không phải là một người có tính cách rối rắm, đem bình để qua một bên, bắt đầu tính tiền lời ngày hôm nay. Hôm nay Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc đã thực hiện thành công 28 đơn. Trung bình mỗi đơn là 25 đồng, cộng lại vừa tròn 700 đồng. Khấu trừ đi 20% phí dịch vụ cho phần mềm cơm hộp cùng với nguyên liệu nấu ăn, tiền ga, điện nước, trừ hết đi phí tổn, Nguyễn Miên Man còn lại khoảng hơn 300 đồng. Một cửa tiệm cơm mới mở có thể kiếm ngần này tiền lời. Ngoài do tay nghề của cô tốt, còn có nguyên nhân là cô không cần phải trả tiền thuê nhà cùng lương cho nhân viên. Một ngày hơn 300, một tháng 9.000, một năm. Nguyễn Miên Man ở trong lòng tính nhẩm. Sau khi tính xong phát hiện, chỉ cần hơn một năm là cô có thể trả hết nợ. Khóe môi hơi hơi dương lên. Đến lúc lên nghỉ ngơi rồi, ngáp một cái, cô nhẹ nhàng đặt điện thoại di động bên đầu giường. Sau khi tắt đèn tiến vào ổ chăn, cuộn tròn thành một ổ, liền tiến vào mộng đẹp. Lúc cô đã đi vào giấc ngủ, nơi nào đó trong thành phố, người nhân viên giao cơm ngã trước tiệm của cô, hiếm khi được hôm về nhà trước khi trời sáng. Bởi vì trời mưa, hôm nay ông đi giao sai mất mấy đơn. Việc thứ nhất khi về nhà là mở lên di động, xác định không nhận bình luận kém nào mới thả lỏng. Sau đó không biết nghĩ như thế nào, click mở cửa tiệm của những đơn giao sai. Nhìn đến cửa tiệm mới, Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc, có duy nhất một bình luận đánh giá 1 sao. Người đàn ông nắm chặt di động, mày cũng nhăn lại. Theo bản năng liền đoán được, đây chính là cái đơn mình giao hỏng. Không phải nói sẽ bỏ qua sao? Khuôn mặt tiểu tụy của người trung niên trong nháy mắt lộ ra vài phần buồn khổ cùng bất đắc dĩ. Ông cũng thật xui xẻo với cái đơn này. Lúc đầu khi té ngã ở ngoài cửa hàng một lần, sau lại ngã ở dưới nầu nhà khách hàng một lần nữa, làm túi đựng cơm hộp bị ướt bẩn. Lúc nhìn thấy khách hàng, ông liền xin lỗi, cũng tỏ vẻ nguyện ý bồi thường. Nhưng mà khách hàng nữ này chờ lâu liền có chút nóng tính. Ông bắt tôi chờ lâu thì thôi, hiện tại nói với tôi cơm không thể ăn. Ông biết tôi chờ bao lâu không? Có biết tôi sắp chết đói không? Thực xin lỗi, kỳ thật chỉ có túi đựng bên ngoài bị bẩn, cơm bên trong vẫn có thể ăn. Hay là coi như tôi mời cô ăn đơn này. Khách hàng nữ liền túm lấy túi cơm ông đưa ném trên mặt đất. Làm thành như vậy, đến chó cũng không thèm ăn. Mắt thấy đối phương còn càng bực mình hơn, nhân viên giao cơm trong miệng có chút phát khổ. Tại lúc ông nghĩ chính mình xong đời rồi, khẳng định sẽ bị đánh giá 1 sao, nghiêm trọng hơn là còn bị khiếu nại. Một tiếng chó sủa đánh vỡ trường hợp có chút xấu hổ. Chỉ thấy một con husky từ phía sau khách hàng nữ chui ra, dúi đầu vào hộp cơm bị quăng mở nắp trên mặt đất, ăn từng miếng to, yết hầu còn phát ra tiếng kêu sung sướng. Mới vừa rồi còn nói, đến chó cũng không thèm ăn, khách hàng nữ bị husky nhà mình vả mặt, kéo nó mà kéo không trở lại, trực tiếp tức quá hóa cười. Cười xong, cô cũng không còn tức giận như ban đầu, liền đối với nhân viên giao cơm xua tay. Thôi thôi, không cần ông bồi thường, ông đi đi. Nhân viên giao cơm nói lời cảm ơn mãi, mang theo tâm tình may mắn rời đi. Không nghĩ tới đối phương không cho mình đánh giá kém, lại đánh giá 1 sao cho cửa tiệm. Nếu đổi thành ngày thường, chỉ cần bình luận kém đó không đánh tới đầu mình, hắn nhiều nhất là có chút đồng tình với chủ quán, cũng sẽ không làm gì. Nhưng hiện tại, nghĩ tới chủ tiệm cũng chỉ là một cô bé bằng tuổi con gái mình. Nghĩ tới một bình luận kém rất ảnh hưởng tới một cửa hàng mới mở. Nghĩ chủ tiệm cũng không làm gì sai, chỉ đơn giản là do mình liên lụy. Người giao cơm trung niên do dự nửa ngày, vẫn là dưới bình luận đó giải thích phèm tiền căn hậu quả, tỏ vẻ nếu cô yêu cầu, chính mình có thể bồi thường đơn này. Làm xong này hết thảy, ông lau mặt, buông di động đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hơn 11 giờ, tại công ty nhỏ kia, sau khi nhân viên tạm thời hoàn tất công việc, nghĩ đến cơm chiên ăn lúc tối, chuẩn bị đặt ăn cho bữa khuya. Ăn khuya bằng cơm chiên, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ. Trời, cửa hàng này thế nhưng đã đóng cửa. Mở ra phần mềm bánh trôi, nhân viên nói xong thuận tay click mở bình luận. Kinh ngạc thế nhưng bình luận mới nhất trên cùng lại là một bình luận đánh giá 1 sao. Cơm ăn ngon như vậy, thế nhưng lại có người đánh giá 1 sao. Nghe thấy lời của hắn, một đám người đang thất vọng lại tò mò vây lại đây. Chờ xem xong bình luận cùng lời giải thích phía dưới của nhân viên giao cơm, một người nhân viên trong đám nhịn không được nói. Người này cũng thật quá đáng, ngày mưa không hiểu cho công việc của người giao cơm thì thôi, liên quan gì tới chủ tiệm, thế nhưng đánh giá cửa tiệm người ta 1 sao. Đúng vậy, loại người này không xứng đáng được ăn cơm chiên mỹ vị.
Có lẽ chính mình không ăn được cơm chiên, lại gặp loại người không biết quý trọng. Mấy nhân viên không chỉ ngoài miệng oán trách, còn đều lấy ra di động nhắn lại dưới bình luận đánh giá kém đó. Trên thực tế, bình luận này cũng không phải do vị khách nữ đó viết, bởi vì nơi này là nhà bạn trai của cô. Bạn trai cô nghe được cô oán trách, liền thuận tay đánh giá một sao. Có lẽ là nhất thời sai lầm, mới buông tha nhân viên giao hàng mà chỉ đánh giá một sao cho tiệm cơm. Vốn dĩ đánh giá một sao vừa để lại bình luận liền thôi, nhưng lại thấy phần mềm giao cơm liên tiếp nhận được nhắc nhở, phát hiện có mấy người trả lời bình luận dạy bảo mình. Vị bạn trai kia tức khắc liền không vui, ấn di động liền bắt đầu phản hồi lại. Ngày kế khi trời mới sáng, Nguyễn Biên Man nằm trong phòng nghe tiếng chim thanh thúy hót liền tỉnh lại. Mới xuyên tới mấy ngày, cô đã học được một thói quen xấu của người hiện đại. Nằm trong ổ chăn, duỗi tay sờ mở di động ra xem. Xem thời gian xong, cô trực tiếp click mở cửa tiệm của mình. Cửa tiệm cũng chỉ có thực đơn chính mình tải lên, cũng không biết vì sao, lúc nào cũng muốn nhìn từ đầu tới đuôi một lần. Xem xong thực đơn và tiền lời hôm qua, cô click mở khu bình luận. Gì? Nguyễn Nguyên Man nhìn đến bình luận đánh giá một sao tối qua, ở phía dưới bình luận xếp thành một tòa nhà, không khỏi nắm di động ngồi dậy. Sao lại lớn chuyện như vậy? Cô đọc từ đầu tới cuối mới hiểu được thì ra rác rưởi là ý tứ gì, cùng với nguyên nhân bị đánh giá một sao. Mà sở dĩ lại ồn ào như vậy là bởi vì có người nhìn thấy lời giải thích của nhân viên giao cơm, liền chỉ trích 4XXB không nên đánh giá cửa hàng một sao. Sau đó hai bên một lời không hợp liền tranh cãi, về sau lại bắt đầu mắng chửi lẫn nhau. Hiện tại là 6 rưỡi tối, nhìn tới bình luận cuối cùng là 6 giờ sáng. Nguyễn Biên Man kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng. Đây là bọn họ cãi nhau cả một đêm vẫn chưa xong. Đến mức này sao? Nghĩ đến đây, cô nghiêm túc vươn ngón trỏ chọc lên di động. Thật nhanh, ở dưới tòa nhà cao tầng lại thêm một cái bình luận. Chủ tiệm phản hồi. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có chuyện gì từ từ nói. Phản hồi xong, cô tạm buông di động xuống, xốc chăn lên rời giường, đi xuống dưới lầu rửa mặt. Ngày hôm qua, mưa tới nửa đêm mới ngừng. Hôm nay thời tiết lại rất tốt. Nguyễn Miên Man rửa mặt xong đem cửa lớn mở ra, cảm thụ không khí mát sau mưa một lúc, cầm ghế nhỏ dựa ở cạnh cửa ngồi xuống. Lo lắng còn ở dưới cái bình luận kém kia cãi nhau, cô ngồi xuống liền mở di động ra nhìn. 9XX1, ông chủ, nếu người đã lên tiếng, thấy chúng ta bênh vực kẻ yếu, mở cửa hàng sớm một chút, tôi muốn ăn cơm chiên của tiệm. 3XXL, ông chủ, tôi nghe lời không cãi nhau nữa, cho tôi đặt một phần cơm chiên Dương Châu. 6XXV, cơm chiên Dương Châu cộng 1, cơm chiên mỡ heo cộng 1. Thiên XXS, ông chủ mau mở cửa hàng, tôi muốn ăn cơm chiên trứng thịt, thật nhiều thịt. 4XXB, tôi cũng muốn cơm chiên Dương Châu. 6XXM, lầu trên, ngươi còn bật mũi để nói, ông chủ, ngàn vạn đừng bán cho hắn, tiện nhân này khẳng định muốn cho cửa tiệm thêm một đánh giá một sao nữa. 4XXB, phi, đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tôi chỉ muốn nếm thử cơm chiên của tiệm, sau đó suy xét xem có nên sửa đánh giá một sao này hay không thôi. 4XXB, cùng mấy người cãi nhau được một đêm có điểm chống đỡ không được, chuẩn bị tìm cái bậc thang đi xuống, đỡ bị bọn họ tiếp tục đuổi mắng. Cái gì? Người bỏ tắt di động không xem phản hồi là được. Vậy người khẳng định là không biết, đối với người có chứng cưỡng bách mà nói, nhìn thấy thông báo hiện đỏ, báo chưa xem có bao nhiêu khó chịu. Xem xong bình luận mới nhất, cô lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười, ngay sau đó đem cửa tiệm mở ra. Còn đang thiếu nợ, có sinh ý, cô không có khả năng không tiếp nhận. Cửa hàng mới vừa mở ra không bao lâu, liền trước sau nhận được hai đơn hàng. Một đơn muốn 10 phần cơm chiên, một đơn còn lại muốn phần cơm chiên Dương Châu thêm một lon coca. Nguyễn Miên Man tiếp đơn xong, đứng dậy vào phòng bếp bắt đầu chiên cơm. Thời gian này trong ngày chưa có nhiều cửa hàng cơm hộp mở, chưa tới một lát, hai nhân viên giao cơm liền trước sau tới ngoài cửa hàng. Thơm quá à. Sát thật thơm, tôi còn chưa có ăn bữa sáng, vừa lúc qua đây ăn chén cơm. Nhân viên giao cơm cao hơn, đi vào trong tiệm kêu. Bà chủ, trước xào cho chúng tôi một suất cơm chiên trứng. Mùi hương thật sự có chút mê người. Nhân viên giao cơm thấp thấp buổi sáng, mới chỉ ăn một cái bánh mì lạnh băng, do dự 2 giây liền đi theo đồng nghiệp ngồi xuống bên cạnh. Tôi cũng muốn một phần cơm chiên trứng. Lại làm xong 2 phần cơm chiên, Nguyễn Miên Man bớt thời giờ ra ngó, thấy hai nhân viên giao cơm đang ngồi trong tiệm, kinh ngạc qua đi, liền đáp ứng, được. Nhân viên giao cơm không được ăn no,
Hiển nhiên là không ai có thể đưa cơm, Nguyễn Miên Man tự nhiên làm cơm chiên cho họ trước. Không tới một hồi, hai suất cơm chiên trứng liền làm tốt, đựng đầy một bát sứ to có trong tiệm. Trông thật ngon. Khen một câu, hai vị nhân viên giao cơm liền nắm lấy chiếc muỗng há mồm ăn một miếng thật to. Còn nóng cẩn thận, Nguyễn Miên Man nhắc nhở một câu liền xoay người vào bếp tiếp tục bận rộn. Ăn ngon, thật thơm. Lúc hai nhân viên giao cơm đang ăn ngấu nghiến, di động của một người trong đó liền vang lên một tiếng, phát hiện là khách hàng thúc giục. Khi nào anh tới, chúng tôi sắp chết đói rồi. Một bên xem tin nhắn, nhân viên giao cơm trong miệng chậc một cái, hướng di động tới cái chén trước mặt mình, răng rắc chụp bức ảnh gửi qua, sau đó phản hồi. Hình ảnh: A còng, khách hàng cơm chiên nhà này ngon thật, chờ tôi ăn no liền đưa ngay. Ba chấm, đây là lúc anh làm việc, tôi chỉ là muốn cảm ơn anh đã đề cử. Ngoặc kép, vô tội. Mở ngoặc, vô tội biểu tình. Mở ngoặc, vô tội biểu tình. Cơm của anh bà chủ còn chưa xào xong đâu, không nói chuyện nữa, tôi phải ăn cơm đây, bằng không nguội rồi lại không ngon. Cũng dám đùa giỡn với khách hàng, anh không sợ đối phương đánh giá sao thấp à? Đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy hành động của hắn, thiếu chút nữa bị sặc cơm. Yên tâm, chỗ này ta giao hàng rất nhiều lần, nằm ở công ty nhỏ, khách hàng bên trong là những người tính cách không tồi, sẽ không để ý mấy cái đùa giỡn này. Chờ Nguyễn Miên Man làm xong hai đơn đặt hàng, hai vị nhân viên giao cơm đã sớm cơm nước xong, vẻ mặt thích ý ngồi đợi. Hai người được ăn no, tinh thần thập phần dư thừa, tiếp nhận đơn hàng của mình, liền phóng xe như bay ra khỏi cửa hàng. Nguyễn Miên Man nhìn bọn họ rời đi, đang muốn xoay người vào bếp làm bữa sáng cho chính mình, bỗng nhiên lại thấy ngoài cửa có một quả cầu lông lớn màu quýt. Chương 6. Meo. Quả cầu lông màu quýt đột nhiên quay đầu lại kêu một tiếng, bộ dạng linh động đáng yêu, làm Nguyễn Miên Man tâm đều mềm đi. Mèo nhỏ thấy cô bất động, chủ động tiến đến chân cô, một bên động động cái mũi nhỏ ngửa đầu hướng nàng kêu. Như vậy ai có thể kháng cự? Nguyễn Miên Man ngay lập tức ngồi xổm xuống, thử thăm dò, vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của nó. Mèo nhỏ không sợ người, không những không chạy, ngược lại chủ động hướng lòng bàn tay cô cọ cọ. Đông Đông muốn nuôi mèo sao? Nguyễn Miên Man nghe được câu nói của ông Ngô, ngẩng đầu lên hướng ông tươi cười đi tới. Ông Ngô, chào buổi sáng. Cô đứng lên chào hỏi xong, nhìn xuống mèo nhỏ đang dính chân mình, gật đầu nói. Nếu mèo nhỏ không có chủ nhân liền nuôi ạ. Ông Ngô cảm thấy cô nuôi thứ cưng bầu bạn cũng tốt, gật đầu nói. Nếu nó có chủ nhân chắc sẽ không chạy linh tinh ngoài đường. Đợi lát nữa ông giúp cháu hỏi xung quanh một chút. Nguyễn Miên Man nói lời cảm ơn, thuận miệng hỏi vì sao ông ra cửa sớm như vậy. Ông Ngô có chút chút ngượng ngùng, đẩy hạ mắt kính. Còn không phải tại cháu hôm qua đưa cơm chiên quá ngon, ông sáng sớm tỉnh lại liền nhớ thương, đi qua đây thử vận may, không nghĩ tới cháu mở cửa sớm như vậy. Nguyễn Miên Man nhếch môi ngăn ý cười, vội nói. Ông mau vào nhà ngồi đi ạ. Hai người đi vào nhà chính, mèo nhỏ màu quýt không cần gọi cũng tự đi theo vào. Chờ Nguyễn Miên Man hỏi qua ông Ngô muốn ăn cái gì, định tiến vào phòng bếp, thấy tiểu gia hỏa còn định đi theo cô tiếp. Em không thể vào phòng bếp nha. Meo. Nghe lời, chị làm đồ ăn ngon cho nha. Ông Ngô ngồi xuống cái bàn dựa vào tường, nhìn thấy Đông Đông thể hiện chút tính trẻ con nói chuyện với mèo con, vừa vui mừng vừa buông vài phần tâm tư, cảm thấy cô đã dần dần buông bi thương trong lòng. Đông Đông à, cháu phải làm đồ ăn riêng cho nó, đừng bỏ muối, dùng ít thịt cùng củ cải rau dưa linh tinh thái nhỏ, nấu thật mềm là được. Nguyễn Miên Man hẹn thùng cười, duỗi tay đem mèo con đặt lại nhà chính, một mặt tiếp tục hướng phòng bếp, một mặt hỏi. Ông Ngô trước từng nuôi mèo rồi ạ? Mèo con bị đẩy ra ngoài không định theo sau nữa, mà nhảy lên một cái đệm trên ghế nằm sấp xuống. Ta chưa từng nuôi, trước kia khi đi còn ở trường học, mấy người trẻ tuổi trong văn phòng hay thảo luận kinh nghiệm nuôi mèo, thuận tiện ta nghe được một chút. Thì ra là vậy ạ? Đúng rồi, ngày hôm qua cửa tiệm làm ăn như thế nào? Khá tốt, cháu lời được hơn 300 đồng. Nghe được Nguyễn Miên Man cao giọng trả lời, ông Ngô kinh ngạc qua đi, chính là thật tâm vui mừng thay cô. Đông Đông thật là có khả năng. Vừa nói chuyện phiếm, động tác trên tay Nguyễn Miên Man cũng không chậm lại, rất nhanh từ phòng bếp tỏa ra mùi thơm. Người lớn còn có thể nhịn một chút, mèo nhỏ vốn ngoan ngoãn nằm bò đã đứng lên, đầu duỗi hướng phòng bếp không ngừng kêu mèo mèo. Không bao lâu, Nguyễn Miên Man bưng một cái khay từ bên trong ra, mèo nhỏ bay nhanh xuống, đảo quanh chân nàng. Ông dùng từ từ ạ, canh vẫn còn nóng. Cô đem một chén canh cùng một phần cơm chiên Dương Châu đặt trước mặt ông Ngô.
cúi đầu nhìn mèo con dưới chân, ngay sau đó bật cười đem một bát đặt trước mặt nó. Cô dùng cà rốt, rau xanh, thịt băm nát sau đó làm thành viên, không chỉ nhìn thật rực rỡ, ngửi cũng rất thơm, đừng nói mèo con, chính là người thấy cũng muốn nếm thử. Bát còn chưa đặt xong, tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi xông tới, hai cái chân liền phịch cái đặt vào trong bát. Nguyễn Miên Man đem bát đặt xuống, bỏ hai cái móng vuốt khỏi bát, mèo con ăn nhanh đến mức lông mao phía trên đều rú lên hết, cô nhịn không được cong môi lên. Nghĩ thực trước mặt, người lớn cũng không cùng cố khách khí, bưng lên liền ăn, thẳng đến khi non nửa chén cơm xuống bụng, vẻ mặt mới chút thỏa mãn. Ông thả chậm tốc độ, múc một muỗng canh uống, trong thì chỉ có vẻ là một bát canh rau xanh tươi linh tinh, cho vào miệng hương vị kia, ông Ngô không khỏi chậm chậm nuốt xuống, uống hơn nửa chén canh rồi không nhịn được nói. Ông còn tưởng cháu chỉ làm tốt món cơm chiên, không nghĩ tới bát canh đơn giản cũng nấu ngon như vậy. Ông nghĩ, cô bé có tay nghề như vậy, vợ chồng Nguyễn gia ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm. Ông thích là tốt, trong nồi vẫn còn đó ạ. Nguyễn Miên Man còn chưa ăn sáng, nói xong cũng ngồi xuống ăn. Được, chờ ta ăn cơm xong nhất định phải thêm một chén canh. Đến khi bữa sáng kết thúc, Nguyễn Miên Man còn tốt, ông Ngô cùng mèo con đều lộ ra thần thái vui sướng. Đặc biệt là mèo con ăn đến cái bụng tròn vo, vẫn còn liếm miệng và móng vuốt, bộ dạng thật quá đáng yêu. Cơm nước xong, ông Ngô định trả tiền, Nguyễn Miên Man không chịu nhận. Một hồi nhún nhường cho ông Ngô, đành thỏa hiệp lần này để cô mời khách, nhưng cũng lưu lại một câu, lần sau cháu lại không thu tiền, ông về sau cũng không dám tới đây ăn cơm. Ông Ngô lúc đi thuận tiện mang theo mèo con, thay nàng đi hỏi xung quanh xem đây có phải là mèo nhà ai nuôi hay không. Tiễn ông Ngô xong, Nguyễn Miên Man tùy tay lấy ra di động xem. Tại khu bình luận, cái bình luận bị trả lời xếp thành cái tòa nhà cao tầng đã sửa đánh giá 1 sao thành 5 sao. Nội dung cũng từ cửa hàng rác rưởi, ông chủ rác rưởi, nhân viên giao cơm rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, sửa thành 4XXB, ông chủ tôi sai rồi, cơm chiên nhà ngươi đúng là quá thơm, trách không được con chó ngốc nhà ta hôm qua chui đầu vào bát cơm, 9 con trâu cũng kéo không ra. Trừ cái này ra, còn có thêm 2 bình luận khen ngợi, hiển nhiên là 2 đơn hàng buổi sáng. 9XX1, một chữ hương, 2 chữ mỹ vị, 3 chữ ăn quá ngon. Tóm lại một câu, cơm chiên của cửa tiệm vừa mở ra, không cần tạc đến kim hoàng là có thể làm trẻ con cách vách thèm phát khóc. 4XXB, thật thơm. Nguyễn Miên Man tuy rằng không hiểu vì cái gì muốn tạc đến kim hoàng, lại vì cái gì muốn trẻ con cách vách thèm phát khóc. Bất quá thấy khách hàng vừa lòng, đặc biệt là thấy cái bình luận đánh giá 1 sao được sửa lại thỏa đáng, trong lòng cô vẫn rất vui. Nhìn thời gian còn sớm, cô xem di động một lát liền lên lầu, lát sau cầm xuống mấy quyển sách giáo khoa, ngồi ở nhà chính đọc sách. Nguyên Thần là một người thích đọc sách, từ nhỏ đến lớn sách giáo khoa đều được giữ cẩn thận trong phòng sách. Không phải ký ức của chính mình trải qua, lúc tiếp thu luôn có một loại cảm giác mông lung. Nguyễn Miên Man hiện giờ cầm sách giáo khoa tiểu học, hiển nhiên là định chuẩn bị học lại từ đầu một lần. Cũng may có ký ức của Nguyên Thần, cô tự học cũng không đến nỗi quá khó. Nữ tử ở cổ đại đừng nói đọc sách, có những người có lẽ cả đời cũng không sờ vào bìa sách một lần. Do đó, Nguyễn Miên Man cực kỳ coi trọng sách vở, không chỉ là động tác thật cẩn thận, thái độ cũng thật phần chân chú. Lúc bà Lý cầm theo hộp giữ ấm tới nhà, liền nhìn thấy một bên mặt nghiêng của cô gái nhỏ ngồi ở nhà lớn nghiêm túc đọc sách. Nghĩ đến thành tích lúc trước của cô rất tốt, nếu không phải chị Nguyễn xảy ra chuyện, nói không chừng đã đỗ đại học đi học ở thủ đô. Bà Lý cảm thấy có chút chua xót. Là một cô gái tốt, nhưng sao mệnh lại khổ như vậy? Hiện tại còn đọc sách, khẳng định là vẫn muốn đi học. Ai, cảm giác như đang có người nhìn mình chằm chằm. Nguyễn Miên Man quay đầu liền đối mặt với ánh mắt đau lòng của bà Lý. Ân, cô buông cuốn sách ngữ văn trong tay xuống, mở lời ngữ khí lộ ra vài phần nghi hoặc. Bà Lý, bà tới có chuyện gì ạ? Cháu chiên cơm ngon quá, cháu trai bà rất thích, bà lại đây mua 2 suất đưa đến trường học cho nó ăn chưa? Bà Lý thu lại cảm xúc dưới đáy lòng, cười nói. Nguyễn Miên Man mở di động mới phát hiện ra đã 10 rưỡi rồi. Dạ được, bà muốn loại cơm chiên nào? Cơm chiên trứng gà, rồi thêm một phần cơm chiên dương châu. Chờ lúc Nguyễn Miên Man đi phòng bếp chiên cơm, bà Lý nãy ngồi ở nhà chính nói. Cháu không biết đấy thôi, ngày hôm trước cháu đưa bà 2 hộp cơm chiên. Không riêng cháu trai bà thích, mấy đứa con bà cũng thích, còn cùng trẻ con cướp miếng ăn.
Nhà bà Lý điều kiện cũng không tồi. Trưa hôm qua bà cầm hai hộp cơm trở về. Nghe bà nói đây là cơm chiên của cô bé nhà họ Nguyễn làm. Con dâu còn cho rằng bà vì thương tình cô bé nên mua về, có chút bất mãn, nói thầm vài câu. Nhưng mà chưa nếm qua cơm chiên, đặc biệt cha bọn trẻ ăn hết cả cơm, con trai không đủ ăn, liền nháo lên con dâu lập tức sửa miệng, tỏ vẻ đều là hàng xóm láng giềng, giúp được thì nên giúp, mua mấy chén cơm chiên nhà bọn họ vẫn mua được. Đúng rồi, Đông Đông cháu thật biết cách nấu cà rốt, dưa chuột, cháu trai bà thường ngày rất kén ăn, cơm hôm qua cháu xào lại ăn sạch sẽ. Được, cháu nấu thêm cho bà một ít rau. Nếu cháu trai bà có thể sửa lại tật xấu kén ăn, hôm nào bà bảo mẹ nó tới đây cảm ơn cháu. Không cần khách khí ạ. Chờ tới lúc bà Lý cầm cặp lồng đựng cơm chiên mang cho cháu trai rời đi, di động Nguyễn Miên Man liên tiếp vang lên tiếng chuông nhắc nhở có đơn đặt hàng. Không ai ăn qua cơm chiên nhà cô một lần rồi mà không nhớ thương đặt lần nữa. Tới giờ cơm, những khách hàng ngày hôm qua đều đặt đơn mới. Thấy một lúc mà tới nhiều đơn như vậy, Nguyễn Miên Man phục hồi tinh thần, chạy nhanh đi nấu thêm một nồi cơm. Chưa bỏ những khách hàng cũ, không ít khách mới tiến vào xem tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Nhìn đến khu bình luận một nạt đánh giá 5 sao, còn có rất nhiều bình luận khen ngợi, rất nhiều người hoài nghi cửa hàng này mua bình luận giả. Có loại suy nghĩ này cũng rất bình thường, rốt cuộc mọi người đều lười đánh chữ. Nếu rất vừa lòng liền đánh giá một cái 5 sao, thậm chí có người đến đánh giá 5 sao cũng lười. Dưới tình huống như thế, một nhà cửa tiệm mới, một đống bình luận chân tình khen ngợi, chẳng những một bình luận khen thật thơm, lại còn có rất nhiều lời hoa mỹ. Thật sự không phải do tính tình đa nghi. Có người tự cho là nhìn thấu chân tướng cười nhạo một tiếng, sau đó thoát ra khỏi cửa hàng. Lại có người tích cực trả lời lại những bình luận khen ngợi đó, đại ý là nhắc nhở ông chủ, nếu muốn buôn bán thì nên thành thật, đừng đi đường ngang ngõ tắt, giả thì vĩnh viễn không thể biến thành thật. Hiện nay ai cũng không ngốc, bình luận khen ngợi nhiều như vậy cũng chỉ có thể lừa mình dối người. Trương San trong lúc chờ lấy cơm chiên, đột nhiên nhận được thông báo nhắc nhở, có người trả lời lại bình luận của cô trong tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Cô vừa mở ra đọc, cảm thấy người này quả thực có bệnh, thế nhưng nói cô là bình luận được mua. Là XX Sơn, cơm chiên nhà này ăn thật sự ngon, không tin chính mình nếm thử. Hỏi XX9, ha ha, tưởng gà tôi đặt đơn. Trương San nhìn cái kia ha ha, mắt trợn trắng, tức khắc không hề khách khí. Là XX Sơn, đồ hâm, ăn liền ăn không ăn thì cút, ai cho anh tùy ý bịa đặt như vậy. Nếu bình luận của tôi bị cửa tiệm này mua, tôi ra cửa liền bị xe đâm. Nếu lời nói tôi là thật, anh ra cửa liền cẩn thận. Hỏi XX9, bị tôi nhìn thấu thẹn quá thành giận, nguyền rủa tôi, vốn dĩ chỉ là nhắc nhở một chút liền thôi, hiện tại chờ đó. Ngoạn tảo, kẻ ngốc này nghe không hiểu tiếng người sao? Trường Gia nhìn đến bình luận liền nhịn không được nói tục. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.